Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cái máy cắt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn ha. Cái máy này nó đến từ thương hiệu của Tanaka và nó có tên là Spark CCO27 nha các bạn. CCO27. Cây này nó sở hữu cái nòng là 35 ly nha các bạn. Đấy, rất là khỏe luôn. Với tầm làm vườn của mình là đánh cước cũng ngon ha. Cắt cỏ thì vô kỹ ha, dao nào nó đảm được cũng nổi ha. Cây CO27 Made in Japan đây các bạn, Made in Japan. Ngoài ra ở phía sau nó có đống Made in Japan nổi trong cái áo của nó nha. Các bạn quan sát xem cái máy y chang như đập thùng luôn ha, đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Nó mang một cái chụp giật này là chụp giật trợ lực nha các bạn. Mình xem. Rồi kéo luôn. Đấy. Nó chạy một cái chế quả khí hai kim nha các bạn. Chế quả khí xịn ha, hai kim. Chế quả khí ngang hai kim ha. Ở đây có cái tốc độ cao đây các bạn nè. Ha, cái tốc độ cao. Nó để chỉnh cái tốc độ thấp, xin lỗi các bạn. Ở đây nó có cây tốc độ thấp để chỉnh garanti ha, và cái độ nhạy của máy đó, ha, là cây này. Và ở đây nó có cây tốc độ cao đây, nó để chỉnh độ bốc ha, ít ăn xăng bốc ha, mạnh là cây này ha. Khi các bạn muốn chỉnh cây này các bạn lên hết ga nha. Khi các bạn muốn chỉnh cây này thì các bạn chạy garanti nha đó. Nếu các bạn làm ngược lại quy trình đó là các bạn chỉnh nó không phê nha. Này là tốc độ thấp là để nhỏ chỉnh, cây này tốc độ cao là để lớn chỉnh ha. Nó là dòng máy nắp xăng kính nha các bạn, nó có lỗ thông hơi riêng đây các bạn. Ở đây. Ở phía trong này nó có lỗ thông hơi riêng đây ha. Hơi khó thấy tí. Nắp xăng kính ha. Ở đây nó có ròn đệm rất là ngon ha. Đây. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Ở đây nó cho mình tỷ lệ là 25/1 thì mình 25/1 thì hơi ít các bạn. Hơi ít nhớt nha, các bạn phải tăng lên 20/1 hoặc 16/1 nha. 16/1 nó tương đương cỡ khoảng 60 mấy cc đó. 20/1 thì nó tương đương khoảng 50 cc. Thì các bạn mình khuyến cáo các bạn nên xài tối thiểu thì cũng phải 50 cc nhớt trên 1 lít xăng nha các bạn. Tối thiểu là 50 cc nhớt trên 1 lít xăng. Cái máy đẹp. Đẹp như đập thùng các bạn. Đây xem. Rất là đẹp luôn ha. Nó là 35 ly nha các bạn. Nòng nó là 35 ly, chạy mạnh như súng luôn. Đây các bạn xem. Rất là nổi tiếng ha, Tanaka Made in Japan đóng nổi luôn. Nó chạy một cái tum rời ha. Đây, tay đệm hông nè, chống ra mồ hôi, tay nắm nếu các bạn dùng cái tay cầm gọn thì đây là cái tay nắm phía sau ha. Nếu các bạn dùng tay di động thì đây là cái đệm hông, nó làm cho mình đựng cấn cái hông mình ha. Đây, móc dây đeo đây, cùm nữa đây, cùm rất là đã ha. Tay nắm phía trái nè, tay nắm phía phải có tay ga ha, tay ga bóp, dây ga xịn sò ha, dây ga xịn nhất thời bây giờ các bạn, rất là đã luôn. Cần lắp. Cùi rất là đã luôn. Xem cái cùi của nó, cùi rất là mỹ mười, rất là đẹp luôn ha, to ha, có trong dinh cỏ cháy luôn, trong cái dinh cỏ cháy luôn các bạn, rất là đã ha. Đây, tổng thể cái máy này ha. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem. Cây này nó chạy rất là êm các bạn. Tại vì nó còn rất là mới ha, do đó nó chạy rất là êm luôn. Giờ để mình
Cái chế này thì đầu tiên thì mình cũng bơm xăng nha các bạn. Đây nó có núm bơm xăng mồi vậy ha. Đóng e ha, e gió đây kéo lên là đóng nè, kéo xuống là mở ha. Là mình kích cho nó lên xăng đó, mình bơm kích cho nó lên xăng. Tại vì cái nguyên lý của bình xăng dưới nè, cái nguyên lý của nó là khi chưa chạy mình phải bơm xăng phụ, khi nó đã nổ rồi thì nó tự nó bơm ha. Cho nên đầu tiên là mình phải bơm xăng phụ cho nó cái cho nó lên, rồi mình đóng e kích cho nó lên cho nhanh, nó sặc lên một tiếng là mình kéo e xuống mình giật là nó nổ luôn ha. Đó, nó như thế. Rồi để mình còn cây này nó đã lên xăng rồi, mình không cần phải bơm xăng thêm, không cần phải làm gì hết, mình kéo là nó nổ rồi các bạn. Rồi để mình kéo cho các bạn xem ha. Đây, chụp giật chờ lực rất là đã luôn ha. Rồi mình nổ nha. Đây các bạn nhìn xem cái công tắc nhật hết ý luôn. Đấy. Nổ lại nha. Này người lớn tuổi và phụ nữ vẫn khởi động rất là dễ dàng luôn ha. Mình giật nè, mình ngồi rất là xa, mình nhìn đây là mình giật nhẹ luôn là nổ ha. Xem giật rất là một đoạn dây thật ngắn là nó đã nổ rồi. Đấy. Đấy. Các bạn thấy khởi động thấy đã chưa? Giật cái là nó nổ. Giờ đây mình nổ lớn nha các bạn xem nha. Có thấy gì chưa? Ghê không? Đề ba ghê không? 35 ly. Chậm ngừng luôn ha, đạp rất là đã luôn. Cái này mình chỉnh cái ti hơi lớn tí là mình hạ xuống thấp nữa cũng được các bạn. Đây để mình chỉnh cái ti cho các bạn xem nha. Đây là cái kim gạch ti đây ha, để mình chỉnh cho các bạn xem. Đây các bạn muốn nhỏ hơn nha hoặc lớn hơn tùy ý cách của mình nha. Đây các bạn đừng có nên nhỏ quá nha, nhỏ quá nó tắt cái mặt công khởi động lại đó, vậy là hơi nhỏ quá rồi, để mình tăng lên lớn lên chút xíu nha. Đó đã vậy được rồi các bạn nha. Rồi để mình hét lại cho các bạn xem, chạy kinh hoàng luôn. Rồi mình tắt theo ạ. Rồi cái video mình giới thiệu cây Tanaka 27 nòng 35 ly đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765
959 958. Xin mến chào các bạn nhé.